Thị trường smartphone vốn được chia làm hai thế giới, một nửa là Apple và nửa còn lại chính là các hãng Android. Với hai định hướng khác nhau, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về cách đối đãi của Apple và các hãng Android đối với mỗi công dân trong thế giới của họ, chính là những người khách hàng, người dùng. Xét về tương quan lực lượng thì người dùng Android rất đông nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm cho các hãng, và đây chính là lý do. Nhìn vào số lượng máy Apple và Android bán ra trên toàn thế giới, có thể thấy rằng lượng máy Android gấp khoảng hơn 5 lần so với iPhone, đồng nghĩa lượng người dùng Android cũng đông hơn iPhone rất nhiều. Những thị trường rộng lớn có nghĩa là cạnh tranh cũng rất nhiều. Nếu người dùng iOS thì chỉ có thể mua hàng Apple, thì mình đố các bạn kể tên được có bao nhiêu hãng Android lớn nhỏ đấy. Chính vì điều này mà những hãng smartphone Android phải biến mình thành những con tắc kè hoa để thu hút người dùng. Và điều này mình chứng rõ ràng nhất là trên những chiếc smartphone Android của Trung Quốc. Tiền ít mà chip ngon thì là xưa rồi. Người dùng Android đang cần nhiều hơn về chất lượng, từ việc liên tục thay đổi camera selfie để tối ưu trải nghiệm, đến các tính năng như là kháng nước, kháng bụi. Này những nhà sản xuất, tôi muốn một chiếc máy ít tiền thôi nhưng mà cam phải xịn, màn hình phải mượt. Các anh có làm được không? Thôi thì lại bấm bụng mà làm vậy. Vì mình không làm thì hãng khác có trước và khách sẽ bỏ mình. Và thế là Huawei, Xiaomi hay Oppo đều cố gắng đem thật nhiều những công nghệ lên chiếc điện thoại của họ. Thấu kính lỏng, màn hình gập. Và trái ngọt về doanh số đầu tiên có lẽ là trường hợp của Mi Mix Fold với 30.000 máy được bán ra chỉ trong 1 phút tại thị trường nội địa. Sự nỗ lực liên tục thay đổi của các hãng đến từ Trung Quốc đang thúc đẩy sự vận động cho toàn ngành smartphone. Và nếu một bên với những hãng Android đang ngày một đưa nhiều những công nghệ mới của mình, thì ở thế giới bên kia, Apple đang làm gì? Uầy, anh ơi, em thấy hãng này có con camera 108MP ảo thật đấy anh ạ. Nhưng mà anh thấy là cam 12MP là cũng đủ dùng rồi em ạ. Uầy, anh ơi, cái hãng này nó còn có cả cái điện thoại màn hình gập này, xịn phết nhỉ? Ừ thôi được rồi, nhưng mà để cho hãng nó ra thêm mấy đời nữa đi rồi mình làm sau cũng được em ạ. Apple là vậy, họ không bắt chen mà họ tạo chen. 4 năm vẫn một thiết kế, camera, màn hình hay là vi xử lý thì vẫn vậy. Không cần giống như một hãng nào đó có camera soi được mặt trăng. iPhone chỉ cần soi mặt người, up lên Facebook, vậy là đủ. Ấy vậy mà chỉ cần Apple quyết định bỏ củ sạc trong hộp đựng thì các hãng khác sẽ học hỏi ngay. Nói vậy thì cũng không có nghĩa là Apple chỉ dậm chân tại chỗ như khá bảnh. Nhưng nâng cấp của iPhone qua mỗi thế hệ vẫn thực sự đáng giá. Năm ngoái là hỗ trợ 5G trên iPhone 12 và năm nay thì nhiều khả năng sẽ là màn hình 120Hz trên iPhone 13. Thậm chí cũng chẳng cần phải là một tính năng gì cao siêu. Họ chỉ cần ra mắt một màu mới cũng đủ để khiến dân tình phát sốt rồi. Tổng kết lại thì Android họ có những công nghệ mới và họ tạo ra những nhu cầu mới cho khách hàng. Còn với iPhone thì họ chỉ cần biết rằng là khách hàng đang có nhu cầu gì là lớn nhất và họ đáp ứng một cách tối ưu nhất cái nhu cầu đó của khách hàng. Còn với các bạn thì sao? Các bạn sẽ chọn Android hay là iPhone nào? Hoặc thậm chí là các bạn chọn cả hai thì sao? Hãy để lại ý kiến của các bạn và cũng đừng quên ấn like, share cũng như là đặt chuông thông báo để nhận được nhiều hơn nữa những video từ thế giới di động các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.